Xin chào quý vị và các bạn, Khám phá lịch sử xin được chào đón quý vị đến với tập podcast hôm nay, nơi chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian để tìm hiểu về lịch sử đất nước hình chiếc ủng Italia. Từ những cư dân đầu tiên đến từ châu Á và châu Âu hơn 30.000 năm trước, bán đảo Italia đã chứng kiến biết bao biến động thăng trầm. Khoảng 4.000 năm trước, các bộ lạc Latin và Italia đã thống trị vùng đất này, rồi đến khoảng 700 năm Trước công nguyên, một nhóm người sống ở thời kỳ đồ đồng, chịu ảnh hưởng từ người Hy Lạp và người Phoenicia, đã bắt đầu biết treo thuyền đi lại quanh địa Trung Hải. Người Phoenicia là những người sống ở vương quốc cổ Phoenicia, vùng đất ngày nay là Syria, Lebanon và Israel. Các nhà viết sử gọi nhóm người sống ở thời kỳ đồ đồng là người Etruscans. Trước đây, người ta nghĩ rằng người Etruscans đến từ Tây Á, nhưng ngày nay chúng ta biết rằng họ chính là một bộ phận cư dân Italia người etruscans học được rất nhiều điều từ người hy lạp và người phoenicia những điều mà người latin sống quanh rome chưa biết đến họ xây thành phố với tường thành bằng đá xây đền thờ lớn cũng bằng đá đào canh mương để dẫn nước vào ruộng đồng họ còn tổ chức được một chính quyền có vua sau đó một số cư dân khác ở italia cũng bắt đầu học theo những gì người etruscans đã làm văn hóa etruscans rất phát triển họ có ngôn ngữ riêng Tuy nhiên ngôn ngữ này đã bị thất truyền. Ở họ có sự bình đẳng nam nữ, phụ nữ được học hành, được giữ tên họ và tài sản riêng. Người Etruscans cũng rất được kính trọng bởi họ là những thầy bói đại tài. Trong cùng khoảng thời gian đó, rất nhiều người Hy Lạp cũng đến chiếm đóng nhiều nơi ở Italia, chủ yếu ở miền Nam. Những người Hy Lạp này đã lập nên thành phố Naples, nơi trở thành một cảng quan trọng. Còn người Etruscans thì thống trị miền Trung Italia đặc biệt là vùng đất giữa hai con sông Arno và Tiber. Thành phố Rome nằm giữa Italia lại là địa điểm thuận lợi để qua sông Tiber, nên là nơi người Etruscan muốn nắm giữ. Trong một thời gian, Romam đã nằm dưới quyền cai trị của các vua Etruscans. Các vua này cho xây tường đá vững chắc, đền thờ bằng đá và canh đảo dẫn nước ở Rome. Từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 1, trước công nguyên, người Roma ngày càng lớn mạnh. Các cuộc chinh phục của họ đã khiến sự thống trị của người Etruscans bị suy yếu và cuối cùng kết thúc hoàn toàn. Quý vị nghĩ sao về sự ảnh hưởng của người Etruscans đến sự phát triển của Rome? Thành Roma cổ đại được xây dựng trên bảy ngọn đồi. Khoảng 500 năm, trước công nguyên, khi nền dân chủ bắt đầu được thiết lập ở Athens, giới quý tộc Roman, tức những người giàu có, đã quyết định rằng họ không muốn ở dưới sự cai trị của các vua Etruscans nữa. Giới quý tộc muốn có thêm quyền lực cho riêng mình, nhưng họ không thể tự mình đương đầu với các vua chúa, họ cần dân nghèo chiến đấu cho họ. Vì vậy, quý tộc đã hứa hẹn trao cho dân nghèo nhiều quyền trong chính quyền mới nếu họ chống lại các vua chúa. Dân nghèo đồng ý và cùng với quý tộc lật đổ các vua Etruscans. Tuy nhiên, sau khi vua chúa bị lật đổ, giới quý tộc Roma lại không muốn trao cho dân nghèo bất cứ quyền lực gì. Điều này dẫn đến việc các lãnh đạo của dân nghèo rời bỏ thành phố và bãi công. Họ từ chối làm việc trừ khi có được một số quyền. Giới quý tộc Roma buộc phải nhượng bộ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình hình thành nền Cộng hòa ở Rome, sự lớn mạnh của đế chế La Mã và sự sụp đổ của nó. Những câu chuyện hấp dẫn này đang chờ đón quý vị ở phần sau của tập podcast. Khám phá lịch sử, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong phần tiếp theo